Đức Phật từng nói, với người vô duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa. Còn như đã hữu duyên, thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ. Có một số việc vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước. Có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường.